một người mà chúng ta thấy, nãy giờ tôi thấy cô bé này, đây, con nói cho mọi người nghe con tên là gì? Dạ. Con tên gì? Con tên là Yu. Hả? Capoe Yu. Cái gì? Capoe Yu. Tên là gì? Dạ, con tên là Capoe Yu. Con nghe. Cái gì? Cái gì Yu? Dạ, Yu. Tên là cái gì Yu? Tên là Capoe Hờ Yu. Du du, con người dân tộc gì? Gia Rai ạ. Hả? Dân tộc Gia Rai. Dân tộc Gia Rai, con bao nhiêu tuổi? 16 tuổi. Còn đây là đứa nào đây? Dạ là đứa đầu. Hả? Đứa đầu. Hả? Đứa đầu. À, đây là đứa con đầu tiên của con hả? Dạ. Rồi, nó được mấy tuổi? Bé được 5 tháng. Bé được 5 tháng, bé bị cái gì? Não ung thủy. Vì não úng thủy, thưa anh chị em, đây là một người nữa đây. Chúng ta thấy ngày hôm nay còn rất nhiều là những người mà gọi là nạn nhân mà cần được giúp đỡ đây. Đây là một cô bé người dân tộc Gia Lai, cô tên là Du và 16 tuổi. Con lập gia đình lâu chưa? Dạ, mới tới sang đây. Con lấy chồng á, lấy chồng chưa? Dạ, lấy rồi. Lấy lâu chưa? Dạ, được một năm. Đấy, một năm lúc là con 16 tuổi. Và bây giờ con sinh được đứa con là được mấy tháng? 5 tháng. Và bị não ung thủy. Và người mẹ ấy bế đứa bé đến đây để xin được Chúa sức giàu, xin được Chúa chữa lành, xin được Chúa băng bó vết thương. Đây thưa anh chị em, chúng ta thấy hình ảnh mà Chúa đang mời gọi mỗi một người chúng ta nhìn vào những con người Samaria nhân hậu. Chúa đang tìm coi ai là người Samaria nhân hậu. Và chính Chúa là người Samaria nhân hậu. Chúa mời gọi anh chị em đến đây để Chúa băng bó vết thương, để Chúa chữa lành, để Chúa nâng đỡ, để Chúa ủi an. Thưa anh chị em, mà làm sao mình vô tâm vô cảm đến mức độ mình không dám tiếp cái cô bé này được? Làm sao mình vô tâm vô cảm đến mức bảo thôi con người dân tộc, con đi chỗ khác đi, thôi con là người ấy. Tội nghiệp nó, hồn nhiên nó đi thật. Con là người đạo gì? Dạ. Đạo gì? Không. Con có đạo không? Dạ, không có đạo. Con không có đạo, rồi con đến đây bằng cái gì? Dạ. Con đến đây bằng cái gì? Ai đưa con đến đây? Dạ, con tự đến. Con tự đến, làm sao mà con biết đường con đến đây? Do hôm trước cái cô nó đưa cháu nó lên đây thì nói dành cho cháu, thì đưa cháu đưa con bé này lên đây thì đi xin cháu xin Chúa cầu nguyện cho con bé. Vâng, tức là có một cô nói giới thiệu cho con đến đây, phải không? Rồi, đây cha gửi tặng cho con, cha gửi tặng cho con cái máy 270 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Cha chỉ cho con có một đấng để mà chữa lành cho con của con. Cha chỉ cho con có một đấng yêu thương con. Đấng ấy là người Samari nhân hậu. Đấng ấy là Giê-xu. Đấng ấy là Chúa Giê-xu giàu lòng thương xót nha. Anh chị em thấy không? Này, tay nó còn cầm cái ổ bánh mì đây. Dễ thương không? Và nãy giờ là nó ngồi, nó vừa cho con nó bú, vừa nghe giảng, vừa cầu nguyện. Thưa anh chị em thấy hình ảnh của những người nạn nhân giữa đường ngày hôm nay là những hình ảnh những cô bé, là những cậu bé, là biết bao nhiêu người cần sự giúp đỡ của chúng ta. Mà nhiều khi mình vô tâm, vô tình, vô tư, mà nhiều khi mình sợ vi phạm lề luật, mình không dám giúp đỡ, không dám ra tay, không dám chia sẻ. Mình đặt luật lệ trên con người, trong khi Chúa Giêsu nói là con người làm chủ lề luật, còn mình làm nô lệ cho lề luật. Khi vì lề luật mà mình không dám ra tay giúp đỡ anh chị em, khi mình sợ lề luật mà mình không dám cúi xuống với những thân phận bị bỏ rơi, những người bị hàm oan, những người bị oan ức, những người bị oan khiên. Khi mình sợ mất quyền lợi, mất danh dự, mất tiếng tốt của mình mà mình không dám gần gũi với những con người mà cần được chia sẻ, cần sự giúp đỡ. Khi mình sợ người ta nói ra, nói vào. Khi mình sợ người ta để ý. Khi mình sợ bị mất hết cái uy tín của mình mà mình không dám hy sinh để cúi xuống chia sẻ với những người anh chị em cần sự giúp đỡ của mình. Hãy suy nghĩ lại đi. Đây là một bài học cho tôi cũng như anh chị em. Chúng ta suy nghĩ lại và chúng ta hỏi Chúa rằng, lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì?
Trong trường hợp này Chúa muốn con làm gì? Chúa dám, con có dám vượt qua tất cả lề luật hay không? Con có dám vượt qua tất cả những cái định kiến của thế gian hay không? Con dám chấp nhận mất cả danh thơm tiếng tốt của con, mất hết uy tín của con để cho người ta hiểu lầm, để ta nghi ngờ, để cho người ta đánh giá con thế nào thì đánh giá, miễn là con biết chạnh lòng thương xót những anh em của con đang cần được xót thương hay không, thưa anh chị em? Đây, cha gửi cho con tiền xe, con đi về, rồi tiền thuốc lo cho con của con nha. Đời tặng cho con cái máy, rồi con cho cha ổi mì được không? Dạ được. Được không? Để tối cho ăn tối, rồi con này ra, con ra kia con ăn được không? Dạ. Được không? Được. Con có sợ đói không? Có. Có. Cái câu hay là câu có, chứ không phải câu hay là câu không. Nếu mà nó bảo nó không, tức là nó dư thừa rồi. Nếu nó bảo nó không là nó chẳng sợ gì, chẳng cần gì hết, đúng không? Đây là cái của ăn tối của nó đây, thưa anh chị em. Hai mẹ con nó chỉ có được một ổ bánh mì với lại một miếng bánh này. Mà nó biết rằng không có cái bánh này là nó sẽ đói. Nó nói nó sợ đói mà. Vậy mà nó sẵn sàng nó cho tôi ăn bữa tối hôm nay, thưa anh chị em. Đấy, tôi có bằng cái tấm lòng của nó không? Cái tấm lòng của tôi, một linh mục, có tấm bằng tấm lòng của một đứa ngoại đạo hay không? Tấm lòng của tôi, một người mà có học, có bằng tấm lòng của một đứa bé dân tộc quê mùa như thế này hay không? Tấm lòng của tôi, một người trên 60, có bằng tấm lòng của một đứa bé 16 này hay không? Và chúng ta thấy cái nụ cười của nó rất hồn nhiên. Nụ cười rất đơn sơ ấy mà chỉ cho chúng ta một bài học. Bài học đấy là tấm lòng của tôi có là tấm lòng của Đức Giêsu, lòng thương xót hay không? Hay tấm lòng của tôi chỉ là tấm lòng mà lo cho không biết rằng chốc nữa mình không có cái gì ăn, mình đói, thôi giữ lại cho mình. Nó biết rằng nó đói, mẹ con nó đói mà nó dám nhường cái phần này cho tôi, anh chị em nghĩ thế nào? Chị em nghĩ đi, suy nghĩ lại coi tấm lòng của biết bao nhiêu người quyền chức đầy đủ hết, đầy đủ mũ áo hết, mà có được tấm lòng thương xót như đứa bé 16 tuổi người dân tộc này hay không? Cha cảm ơn con rất nhiều, cho cha gửi lại để mẹ con của con ăn nha. Dẫu sao đi nữa, cha cũng không bao giờ phải lo như là con đang lo con của con đâu. Xin Chúa chúc lành cho con nha. Cha cầu nguyện cho con bé nhé. Rồi, con về bình an.